tiêm kích F-16 Bỉ tự bắn nhau tan nát tại căn cứ không quân. Quý vị thân mến, kênh VRT của Bỉ ngày 12 tháng 10 dẫn nguồn dấu tên cho biết thông tin lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra về vụ việc xảy ra ngày 11 tháng 10 tại căn cứ không quân Florenes ở miền nam nước Bỉ. Lãnh đạo căn cứ này thừa nhận với truyền thông địa phương rằng cuộc điều tra sẽ tập trung xác định liệu đây có phải là hành động phạm pháp hay không. Nhân viên kỹ thuật gây tai nạn cho biết đã vô tình kích hoạt súng máy Vulcan M61A1 cỡ nòng 20mm trên chiếc F-16 anh ta đang bảo trì. Đạn phóng ra đã hướng thẳng tới chiếc F-16 khác mới được nạp nhiên liệu cùng đậu trên đường băng. Không quân bị xác nhận, sự cố khiến hai kỹ thuật viên bị mất thính giác tạm thời. Các hoạt động tại căn cứ không quân Florence đã tạm ngưng cho đến ngày 12 tháng 10. Chiếc F-16 có giá 40 triệu đô, do vậy vụ việc đã dẫn đến tổn thức không hề nhỏ cho lực lượng không quân Mỹ. Bỉ hiện sở hữu 60 tiêm kích F-16, trong đó có 48 chiếc phục vụ cho các hoạt động của các tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. S-300 gửi giấy báo tử cho F-35, Nga ra đòn hiểm hóc, Mỹ, Israel trôn chân đứng nhìn. Thưa quý vị và các bạn, không dễ gì đã hơn 3 tuần kể từ khi Nga tuyên bố chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria, thì Israel vốn kiêu ngạo phải nằm yên và mới đây mùng 8 tháng 10, bốn chiếc F-16 bay đến biên giới không phận Syria đã phải quay ngoắt trở lại. Đừng dại đem búa đi thử kính, bởi khi kính đã vỡ thì không lành lại được bao giờ. Đòn cược S-300 Nhãn mác S-300 là loại vũ khí sản xuất từ thời Liên Xô và có lẽ không quá bí mật với Mỹ. Israel vì Mỹ đã từng mua gọn S-300 từ thời ông Elsin làm Tổng thống Nga, và với mức giá là 140 triệu đô la Mỹ trên một tổ hợp. Nhưng điều thú vị trong cuộc chơi cân não này là Nga vẫn dám đặt cược S300. Rõ ràng bằng những tuyên bố mạnh mẽ với Israel khi chuyển giao S300 cho Syri. như S300 sẽ cắt cánh không quân Israel, S300 sẽ làm cho những cái đầu nóng nguội lạnh, đặc biệt S300 sẽ nhìn rõ các máy bay tàng hình của đối phương. F-22, F-35 thì chứng tỏ Nga thách thức Israel bởi S-300. Một câu hỏi mở ra là tại sao Nga lại đặt cược vào S-300, tức thách thức không quân Israel. Trước hết, S-300 của Nga khác với S-300 của Liên Xô. Đặc biệt, hãy chú ý về ba bước thực hiện chuyển giao S-300 của Bộ Quốc phòng Nga cho Syri, mà theo đó S-300 được kết nối vào hệ thống chỉ huy, quản lý thống nhất trong hệ thống phòng không của Nga tại Syria. Mặt khác như Nga thông tin, người Syri sử dụng S-300 phải ít nhất từ 3 đến 12 tháng nữa. Do đó hiện tại sử dụng nó là người Nga hoặc có cố vấn Nga trong S-300 Syri. Có nghĩa là Nga sẽ tấn công ai đó bằng S-300 nhưng về mặt pháp lý thì người Syri chịu trách nhiệm. Và cuối cùng, cơ hy vọng nhất để Israel diệt được S-300 là sử dụng F-35 Israel vượt mặt hoặc bị đánh sập thì có nghĩa là hệ thống phòng không S-300 của Nga bị sụp đổ. Uy tín chính trị, quân sự, kinh tế của Nga bị tổn thương nặng nề. Chính vì lẽ đó, Nga sẽ sử dụng tất cả mọi phương tiện hiện đại nhất hiện có trong tay, các biện pháp tác chiến hiệp đồng để hỗ trợ cho S-300 giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với không quân Israel, chủ yếu là tiêm kích tàng hình F-35 và F-22 nếu Mỹ tiếp tay. Tuy nhiên, nếu tình huống xấu nhất xảy ra là F-35 và F-22 vượt qua được S-300, tức người Mỹ và Israel bỏ qua tuyên bố của Nga, thì S-300 coi như là đầu bỏ. Nga không hết vốn, họ còn hai con bài S-400, S-500 để tung ra tiếp tục cuộc chơi. Trong khi đó, nếu F-35, F-22 bị thất bại khi đối đầu với S-300, thì Mỹ, Israel coi như là thất bại ngay từ vòng loại. Họ sẽ hết vốn, hết cơ hội, lực lượng để tiếp tục cuộc chơi. Như vậy trong cuộc chơi này, nga đặt cược S 300 mà nếu thất bại vẫn còn cửa đi tiếp. Còn mỹ có dám đặt cược tố nga bằng F 35 và F 22 hay không là một vấn đề lớn bởi nếu bại thì thảm họa. Chính sự nhạy cảm của việc đưa F 22 và F 35 vào thực chiến trên chiến trường Syria với nga của mỹ, Israel đã được bộ tổng hành dinh nga khai thác triệt để trong ý đồ chiến thuật tiếp theo. Con mồi nhử S-300 Có thể nói giới phân tích quân sự đã bình luận không sai rằng việc Nga đưa S-300 sang Syri chuyển giao cho quân đội Syri nếu như Israel bị áp lực 1 thì Mỹ bị áp lực 10 là vấn đề lớn với Mỹ hơn là Israel S-300 Syri chỉ là một con mồi nhử hay chỉ là một cái bẫy để sập F-35 thậm chí là F-22 Rester Nếu như Mỹ nhảy vào là một trong những ý đồ chiến thuật của Nga thú vị, hiểm hóc, cân não nhất. Người Nga thừa biết muốn vượt qua được S-300 thì Israel chỉ còn cửa hy vọng duy nhất là sử dụng F-35I tàng hình mà Israel cho là loại máy bay tốt nhất thế giới của họ khi đã cải tiến, thay đổi thiết bị điện tử trên F-35 bằng của riêng mình. Và do đó, đừng có ai nghi ngờ rằng tại sao Nga chuyển sang Siri cả S400 hay thậm chí là cả tiêm kích tàng hình Su-57 và các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại nhất, đương nhiên Nga đã bày ra thế trận sẵn để chờ đón F-35 và F-22 của Mỹ. F-22 và F-35 là loại máy bay chiến đấu tương lai của Mỹ. Chương trình sản xuất thương mại của F-35 đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Sự tồn tại của F-35 khiến Mỹ lo lắng đến mức mới chỉ dám cho F-35 lần đầu duy nhất tác chiến ở tại chiến trường Afghanistan. Ngay từ năm 2017, Israel muốn sử dụng loại máy bay này nhưng Mỹ cấm sử dụng. Syria đâu phải là Afghanistan. Và nếu bây giờ, trong tình huống hiện nay khi Syria có S-300, thì Mỹ càng quan tâm hơn trước việc Israel muốn tung F-35 để hủy diệt S-300 vì lo sợ hai điều xảy ra. Một, Mỹ sợ rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga sẽ có thể tấn công máy bay chiến đấu này và tìm hiểu bí mật của nó. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho tất cả các máy bay chiến đấu trong tương lai. 2. Chẳng may F-35 bị bắn rơi tại lãnh thổ Syri thì không chỉ bị Nga sẽ nắm được kỹ thuật F-35 mà nguy hại hơn là chương trình F-35 bị sụp đổ. Mỹ sẽ thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Chẳng phải Nga đã từng gửi giấy báo điện tử Tomahawk về các nhà sản xuất tên lửa Mỹ rồi đó hay sao? Bởi hơn ai hết giới tinh hoa quân sự Mỹ từ hiểu F35 không chỉ đối đầu với S300 mà cả S400 cùng với các phương tiện khác của Nga như Su35, Su57 mà cuối cùng báo công dành cho S300 cho nên phần thắng cho F35 là rất thấp. Nếu F35 bị bắn hạ thì có nghĩa là bởi S300, người Nga đã nhân F22, F35 của Mỹ với số 0. Nhưng nếu như S300 bị vượt qua thì Nga vẫn còn S400, S500 và đổi lại là các thông số về F22, F35 được các hệ thống tác chiến điện tử của Nga nắm được khá nhiều dữ liệu là điều mà Mỹ không muốn. Vì vậy Mỹ hiện đang trong tình trạng khó khăn, một mặt họ cho rằng đây là loại máy bay hiện đại nhất sẽ vượt qua tất cả các hệ thống phòng không, nhưng đồng thời không dám cho Israel sử dụng F35 trong các hoạt động chiến đấu với Nga. Mỹ chưa đủ tự tin để sử dụng F-35 khiến Israel đang rất bối rối và họ có một câu hỏi, tại sao họ lại mua chiếc F-35 và mua chúng để làm gì? Liệu F-35 IA có bị sập bẫy? S-300 chỉ là loại vũ khí phòng thủ, nhưng khi bố trí ở Syria để ngăn chặn hành động tự tung tự tác lâu nay của không quân Israel, thì do địa thế quân sự, S-300 trở thành một loại vũ khí tấn công. Israel giáp với Syria lại là một đất nước nhỏ nên S-300 nếu bố trí ở một nơi nạp đó có thể quan trắc toàn bộ hoạt động của không quân Israel. Chưa tính đến quan trắc của Hải quân Nga tại địa Trung Hải thì S-300 có đủ khả năng tấn công ngay khi máy bay của Israel cất hạ cánh. Như vậy, dù F-35 có tàng hình thật sự trước S-300, S-400 thì có rất nhiều cách dễ dàng để chỉ thị mục tiêu khi F-35 cất cánh, chưa nói đến Nga sử dụng tên lửa để hủy diệt nó ngay trước khi cất cánh. Nếu Israel thách thức Nga, kinh nghiệm của bộ đội tên lửa Việt Nam trong nắm bắt mục tiêu khi bị nhiễu nặng sẽ vô cùng có giá trị với người Nga tại đây. Tất cả những cơ sở trên có thể khẳng định Mỹ, Israel sẽ không sử dụng F-35 hay F-22, nhưng Israel cố tình bỏ qua Mỹ sử dụng F-35 thì chắc chắn sẽ có giấy báo tử F-35 gửi về cho nước Mỹ. Chính vì vậy chẳng có gì bất ngờ nếu như Mỹ cấm Israel sử dụng F-35. Đây là một quyết định chuẩn xác. Khi biết chắc quân bài trên tay mình thua đối thủ thì đừng dại đặt cược. Mỹ vẫn còn cơ hội chơi thắng ván khác và do đó ván bài này tại Syria, Mỹ úp bài. Quả thật bây giờ chúng ta mới hiểu câu trả lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở New York sau cuộc gặp Giữa Trump và Netanyahu, khi được hỏi về các hệ thống tên lửa S300 của Nga là rất khôn ngoan. Tôi không nghe về nó, chúng tôi vừa thảo luận về nó 2 phút trước, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ tìm ra. Và nhận định của tờ báo National Interest cũng rất là sáng suốt. Hoa Kỳ ngừng hoạt động, tổng thống Trump không muốn đụng độ với tổng thống Putin. Cuộc khủng hoảng này thực sự là kết quả trực tiếp của việc Hoa Kỳ đã rút khỏi Syria để lại cánh đồng này cho Nga.